Những người am hiểu luật liên tục bày tỏ lo ngại trong mấy ngày nay về sự độc đoán tùy tiện của nhà chức trách Việt Nam trong diễn dịch luật và bắt bớ công dân, sau khi công an ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh hôm 19 tháng 10. Như VOA đã đưa tin, công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam nữ người mẫu Đình Đám với cáo buộc là bà gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức với hành động lái mô tô một cách nguy hiểm hôm 6 tháng 10 trên một đoạn đường thuộc khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức, ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Các báo Việt Nam trong đó có công an nhân dân và dân trí cho hay rằng vào ngày 10 tháng 10, công an đã phạt bà Ngọc Trinh 17 triệu đồng về các lỗi vi phạm nêu trên. Tuy nhiên sau đó bà vẫn bị khởi tố bắt tạm giam vì công an cho rằng việc bà ghi hình lại hành động lái xe nguy hiểm và đăng các đoạn video đó trên các tài khoản mạng xã hội của bà có hàng triệu người theo dõi đã gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, vẫn theo các báo. Liên tục trong những ngày này kể từ khi bà bị bắt, theo quan sát của VOA, nhiều người am hiểu luật bày tỏ quan điểm trên không gian mạng rằng nhà chức trách xử phạt hành chính bà Ngọc Trinh là đúng, nhưng sau đó lại khởi tố hình sự là khiên cưỡng. Không ít người lo ngại về điều sâu xa hơn, đó là sự tùy tiện diễn dịch luật pháp và bắt bớ công dân. Luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài hiện sống ở Đức phân tích với VOA. Công an họ dùng cái luật ARIMA để rất chiếu sang luật hình sự, theo điều 318, cái điều đó hoàn toàn là kiến cước, không có chính xác trong quy việc áp dụng luật để bắt giữ công dân. Trên trang Facebook có hơn 110.000 người theo dõi, luật sư Lê Ngọc Luân thuộc hãng luật Quốc kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh viết rằng ông rất trăn trở về việc công an có cần thiết phải bắt tạm giam bà Ngọc Trinh hay không. Nhà hoạt động về tiến bộ xã hội Nguyễn Anh Tuấn đang tị nạn ở Canada phát đi lời cảnh báo với công chúng ở Việt Nam rằng dù lý do bắt giữ Ngọc Trinh có là gì đi chăng nữa, rốt cuộc họ vẫn phải đối mặt với một thực tế Phũ phàng là lấy gì đảm bảo cho tự do và tài sản của họ nếu họ bị bắt giữ vì một lý do mù mờ ở Việt Nam. VOA cố gắng liên lạc với đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an để đề nghị họ đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi.